đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nếu không làm diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh sẽ theo đuổi nghề gì? Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên dành nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ trên toàn châu Á với diễn xuất ấn tượng và sắc vóc xinh đẹp. Mới đây, một cuộc phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh trong quá khứ được đào lại, trong đó mỹ nhân tiết lộ mình muốn làm một nhà văn nếu không làm diễn viên. Lý do cô đưa ra khiến khán giả bật cười. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh nhận được câu hỏi như sau: nghề nghiệp bạn muốn theo đuổi nhất là gì? Nữ diễn viên điềm tĩnh trả lời cô sẽ làm nhà văn nếu không theo nghiệp diễn. Sau đó, có lẽ người phỏng vấn nghĩ cô có tâm hồn bay bổng, văn chương lai láng nên đã hỏi thêm: em muốn viết văn sao? Lệ Dĩnh trả lời thẳng thắn: không, tôi muốn ngồi ở nhà. Câu trả lời điềm tĩnh của Lệ Dĩnh khiến khán giả rất nức mắt, bởi cuối cùng cô thần tượng hiền lành và có phần nhạt nhẽo này đã bộc lộ tính cách hài hước. Công chúng truyền tai với nhau rằng, thì ra Lệ Dĩnh cũng có lúc lười ra ngoài, muốn được ngồi nhà làm việc như người thường sao. Tuy nhiên, ít ai biết Lệ Dĩnh đã cài cắm hàm ý sâu xa vào câu trả lời của mình. Được biết, để trả lời cho câu hỏi này, Lệ Dĩnh đã vận dụng quy tắc từ đồng âm. Trong tiếng Hán, từ tác giả, nhà văn với từ ngồi nhà có phát âm giống nhau. Một số khán giả không biết Lệ Dĩnh dùng từ đồng âm nên đã vội rủ nhau chip moment với thần tượng. Họ cho rằng câu trả lời em muốn ngồi nhà rất phù hợp với tâm lý của giới trẻ ngày nay. Khi mà khoa học kỹ thuật lên ngôi, việc làm online ngày càng phổ biến, nên nhiều người thích ngồi nhà là điều dễ hiểu. Công chúng dành nhiều lời khen cho sự hài hước hiếm thấy của Triệu Lệ Dĩnh. Mong rằng mỹ nhân nổi tiếng trả lời phỏng vấn chân thật, hiền lành ngày nào sẽ luôn vui vẻ, hài hước như thế. Hiện Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật chuẩn bị cho dự án sắp lên sóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Mới đây, có tin đồn cho rằng cô và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong dự án Giữ Phượng Hành. Sau Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiếp tục nên duyên trong Giữ Phượng Hành. Tuy nhiên gần đây, trên mạng xuất hiện khá nhiều tin tức tiêu cực liên quan đến nam chính. Cư dân mạng đã chia sẻ ảnh chụp tài tử họ Lâm. Trong ảnh, Lâm Canh Tân bị lộ ngoại hình xuống sắc, thân hình tăng cân quá đà. Vì thế, nhiều người cho rằng anh không hợp nhân vật và có thể phải thay đổi diễn viên. Nguồn tin trong ngành cho biết, đoàn phim Giữ Phượng Hành từng muốn loại Lâm Canh Tân. Thế nhưng phía Tencent khá coi trọng cặp đôi Sở Kiều Truyện nên nhất quyết muốn giữ nam diễn viên. Trong quá khứ, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác tương đối ăn ý. Ngoài đời thực, hai bên vẫn giữ quan hệ bình thường và không phát sinh mâu thuẫn. Trong quá trình đàm phán, các bên đã đồng ý Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với Lâm Canh Tân. Nếu để cặp đôi tuyên truyền, khả năng thu hút khán giả sẽ cao hơn. Do đó, dàn diễn viên chính của Giữ Phượng Hành vẫn được giữ nguyên. Mặc dù Lâm Canh Tân có thể đô hơn trước nhưng anh vẫn giữ được nét nam tính. Nam diễn viên sở hữu vóc dáng cao to, đẹp trai trưởng thành nên hợp với tạo hình cổ trang. Ngược lại, nam diễn viên được đồn sẽ thay Lâm Canh Tân là Dương Lạc. Anh nổi lên từ bộ phim truyền hình hiện đại 30 Chưa Phải Là Hết. Tuy nhiên, anh thiếu khí chất cổ trang và không có hình tượng phiêu dật như Hành Chỉ. Nguồn tin cũng cho biết, đoàn phim sẽ lùi thời gian quay Giữ Phượng Hành. Vì thế, Lâm Canh Tân vẫn có thời gian để giảm cân sao cho phù hợp với nhân vật. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đang tích cực rèn luyện thể lực và tập luyện võ thuật. Vì thế, khán giả hoàn toàn có thể mong chờ vào sự hợp tác tiếp theo của cặp đôi Sở Kiều Truyện.